Nếu các bạn yêu thích và cưng thú cưng, nếu các bạn yêu thích cuộc sống nông thôn bình dị, hãy đến với channel Gà Con Siêu Quẩy nha. Chào mừng các bạn đến với channel của Gà Con Siêu Quẩy. Hôm nay mình vô thăm lại tổ Yến Phụng xem nó nở nữa không các bạn ơi. Thì có các bạn comment nói mình rằng nó sẽ nở từ từ. Để bây giờ vô mình xem thử coi nó có nở nữa không. Hổm thăm thì có mới nở con 4 trứng kia còn nguyên chưa nở. Trước khi xem mình nói cho các bạn biết luôn, cũng như là mình theo mình tìm hiểu mình biết thì mình về cách phân biệt mà chim yến phụng chống mái á, thì đó là 4 con chim yến phụng. Thì các bạn xem cái con nào cái lỗ mũi nó màu xanh là nó con chống, lỗ mũi màu trắng là con mái. Chỉ đơn giản vậy thôi, tức là nó già, nó trưởng thành, nó gần bắt cặp đẻ là nó sẽ dễ phát hiện, còn nó non thì nó chưa có xanh mấy. Với nó lúc mà còn tơ thì lỗ mũi nó chưa có xanh đậm lên, nó lật lật nhìn cũng khó biết lắm. Tới mà nó già, nó trưởng thành nhưng đẻ rồi đó, là cái con trống của nó, cái lỗ mũi nó màu xanh, con mái thì lỗ mũi màu trắng. Còn hai con nhồng này mình chưa có biết luôn, chưa có biết chính xác rằng nó là phân biệt được sao là chống mái 100%. Cái đó cũng phải nhờ các bạn chỉ mình mới được. Mình nuôi thì cũng chủ yếu cũng là sở thích vui chơi thôi, chứ mình cũng không có kinh nghiệm gì nhiều nha các bạn. Nên đơn giản là mình thích con này con nọ thì mình nuôi thôi à. Mình cái nào mình biết thì mình nói, còn cái nào mình không biết thì mình luôn lắng nghe những lời chia sẻ của các bạn. Chứ mà chỗ chốn cộng đồng lên mà mình đăng lên nói tầm bậy tầm bạ, người ta chửi chết. Cái nào mình không biết thì mình luôn lắng nghe. Và trong lúc mình đang lắng nghe thì cái con gì nó kêu nè. Hai con nhồng này cấp này nó bớt nói chuyện luôn các bạn ơi, chắc đông quá à, nó mắc cỡ rồi đó. Từ khi có mấy con két vô đây á, chắc thấy gặp con két nó sợ, không dám nói chuyện luôn rồi. Tại vì nó sợ con két nói chuyện hơn nó, nên nó cũng biết số phận, nó im lặng. Nó sợ nó chửi con két rồi két chửi lại, nên nó đính luôn. Chửi đi nhồng, chửi đi, má mày, nhồng ơi, nhậu đi. Đôi vợ chồng gà mặt quỷ. Hai em cũng sống rất là tình cảm với nhau, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có tin vui. Đợi em mái nó trưởng thành mà không sinh sản được thì phải đi khám nghiệm coi em nào vô sinh. Chứ sống với một cặp với nhau gì hoài mà không có tin tức gì là phải xem lại, phải đi khám nghiệm.
xem lại có khả năng sinh sản hay không, và tiếp đó mình xử lý. Rồi thôi nói giỡn nói vui, nãy giờ vô viện vấn đề chính các bạn ơi, quay cái con kiểu trong đây này. Ui nở con nữa kìa bạn ơi. Rồi móm cho con nó ăn kìa. Ui dính nở con nữa thiệt các bạn ơi, nở từ từ thiệt. Đúng như lời các bạn nói, nó sẽ nở từ từ. Mà theo mình tìm hiểu thì nó cũng đúng vậy thiệt, tại vì nó đẻ một trứng, có khi nó cách 2-3 ngày nó mới đẻ trứng kế tiếp. Vì là cái trứng này nó cách trứng kia, nếu nó nằm trứng thì cái trứng đầu nó cách trứng thứ năm có thể là 8 đến 10 ngày. Cho nên nó nở chậm là đúng rồi. Kìa nó nở con nữa kìa, đã quá. Ủa nó đang ngó mình ta. Bích cái cửa miệng nó ngó mình. Cho dòm chút xíu thôi chứ có gì đâu mà ngó như vậy bạn. Dòm mình bạn đẹp thì mình quay mình lên mình cho khán giả xem thôi chứ có gì đâu mà dòm ngó. Ngước mặt lên coi làm gì gục gục vậy. Nãy giờ nói với các bạn là phân biệt chống máy coi đúng không nè, ngước cái mỏ lên coi xanh hay trắng nè. Che cái mỏ hoài. Đó, che cái mỏ nữa rồi đó. Ngước lên cái coi. Chứ người ta xem coi chống máy cứ dấu hoài vậy đó. Đó. Mũi trắng nha các bạn. Đó, cái mũi trắng là cái em máy. Nở được 2 con, để 3 trứng kia xem nó bao lâu nó nở nữa nha các bạn, nở nữa không nha. Bé đi mua. Bé bo lúa mì cho ăn. Rồi mua bắp cho ăn nha. Ở đây thì ở dưới chân chỗ mình thì người ta không có bao. Không có bán mai mực các bạn ơi. Mai mực phải đi xa lắm, phải lên tới Sài Gòn mới có. Để chắc phải đi lên Sài Gòn mua mai mực gì cho tụi nó ăn nặng đầy đủ chất đi sinh sản quá. Còn thôi chắc luộc hộp gà cho nó ăn. Cho nó ăn hộp gà với cải xanh nè. Đâu mày là con máy. Để tao quay chồng mày coi. Chồng nó đâu rồi ta? Chồng nó trốn, chồng nó màu trắng ở trên kia. Thằng chồng nó cũng giấu cái mũi luôn rồi. Thằng chồng nó cũng cái mũi xanh nhưng mà nó lợt nha các bạn, chứ nó không có đậm lắm. Tại nó tụi nó nguồn tơ mà mới sinh sản lần đầu à. Để coi lần nữa để... Thấy tụi nó dễ thương quá, để vô quay coi cái nữa. Ôi ôi ơi, đặt bụng luôn.
thôi không phiền nó nữa. Video mình kết thúc các bạn ơi. Video mình kết thúc đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mọi người luôn có những phút giây vui vẻ, một gia đình hạnh phúc và một sức khỏe dồi dào. Nếu ai hiểu biết về những loại thực vật ưa thú cưng nhiều, có những đóng góp nào hữu ích thì hãy chia sẻ những lời comment dưới cho mình nha. Mình rất cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye và hẹn gặp lại. Nhớ bấm like và subscribe, đăng ký ủng hộ mình nha.